Giải trí miền Tây chào mừng cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Ngày mới chúc cô chú, các anh chị và các bạn vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Nếu cô chú, các anh chị và các bạn là người mới đến xem Giá Lúa Gạo hôm nay, nhớ để lại một lượt đăng ký, một lượt like để cô chú, các anh chị và các bạn là người đầu tiên nhận được video sớm nhất mỗi khi Giải trí miền Tây phát hành video mới. Giá lúa gạo hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 3 năm 2024 ghi nhận giá lúa tăng nhẹ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị số 10 trên CTTG ngày 2 tháng 3 năm 2024 về việc đẩy mạnh sản xuất lúa kinh doanh bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới. Thủ tướng yêu cầu các địa phương đồng bằng sông Cửu Long được chỉ đạo đẩy nhanh về việc xây dựng, nhân rộng các mô hình chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm và đưa thương lái vào chuỗi ngành hàng lúa gạo. Trong chỉ thị số 10, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đẩy nhanh việc xây dựng, nhân rộng các mô hình chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nhằm đảm bảo hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và người dân. Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các địa phương nghiên cứu xây dựng thí điểm các mô hình đưa thương lái vào chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo để vừa phát huy vai trò là cầu nối giữa người dân và doanh nghiệp, vừa hạn chế những rủi ro có thể xảy ra cho các bên tham gia chuỗi giá trị. Trên thị trường gạo xuất khẩu của Việt Nam, gạo tiêu chuẩn 5% tấm ở mức 579 USD trên tấn, gạo 25% tấm ở mức 557 USD trên tấn, gạo 100% tấm cũng đang ổn định ở mức 478 USD trên tấn. Giá lúa gạo dao động từ 7.200 đến 11.000 một ký tùy theo chủng loại và thời điểm cắt. Giá lúa Kiên Giang ST21 8.200 đến 8.500 đồng một ký, IR50404 8.000 đến 8.100 đồng một ký, Đại Thơm 8 8.300 đến 8.700 đồng một ký, OM18 8.300 đến 8.700 đồng một ký, OM5451 8.000 đến 8.200 đồng một ký, Nàng Hoa Chín 7.900 đến 8.000 đồng một ký, VNR20 7.600 đến 7.700 đồng một ký, Tài Nguyên 7.600 đến 7.700 đồng một ký, ST24, ST25 8.500 đến 8.700 đồng một ký, RBT 8.600 đến 8.800 đồng một ký, Lúa Nhật 7.900 đến 8.000 đồng một ký, Zmin 7.700 đến 7.900 đồng một ký. Giá lúa ở An Giang OM5451 7.900 đến 8.100 đồng một ký, Nàng Hoa Chín 7.900 đến 8.000 đồng một ký, Đại Thơm 8 8.100 đến 8.500 đồng một ký, OM18 8.100 đến 8.500 đồng một ký, IR50404 7.900 đến 8.000 đồng một ký, Nếp Khô Long An 9.600 đến 9.800 đồng một ký, Nếp Tươi Long An 7.800 đến 8.000 đồng một ký, Nếp Khô An Giang 9.600 đến 9.800 đồng một ký, Gạo Nguyên Liệu IR50404 12.400 đến 12.500 đồng một ký, Tấm OM5451 11.600 đến 11.800 đồng một ký, Cám 5.600 đến 5.800 đồng một ký. Tiếp theo là tình hình giá lúa ở Cà Mau và giá lúa ở Bạc Liêu như sau: Hương Châu 6 7.500 đến 7.800 đồng một ký, OM5451 8.000 đến 8.200 đồng một ký, IR50404 7.900 đến 8.100 đồng một ký, OM18 8.300 đến 8.700 đồng một ký, Lúa Nhật 7.900 đến 8.000 đồng một ký, Đài Thơm 8 8.300 đến 8.700 đồng một ký. Tình hình giá lúa đang nhích hơn so với những ngày trước. Tiếp theo, Nàng Hoa Chín 7.900 đến 8.000 đồng một ký, RBT 8.600 đến 8.800 đồng một ký, ST24 ST25 8.500 đến 8.700 đồng một ký. Lúa ở Sóc Trăng và Tiền Giang IR50404 7.900 đến 8.000 đồng một ký, OC10 7.400 đến 7.600 đồng một ký, OM380 7.600 đến 7.800 đồng một ký, DS1 7.400 đến 7.600 đồng một ký, Đại Thơm 8 8.400 đến 8.700 đồng một ký, OM5451 7.600 đến 7.800 đồng một ký.
Lúa Tài Nguyên 7.500 đến 7.800 đồng một ký. RBT 8.600 đến 8.800 đồng một ký. Lúa Nhật 7.900 đến 8.000 đồng một ký. ST24, ST25 8.300 đến 8.600 đồng một ký. Zmin 7.700 đến 7.900 đồng một ký. Giá lúa tại Trà Vinh và Vĩnh Long IR50404 7.900 đến 8.000 đồng một ký. OM18 8.300 đến 8.400 đồng một ký. OM5451 7.600 đến 7.800 đồng một ký. Zbonica 7.500 đến 7.700 đồng một ký. OM380 7.600 đến 7.800 đồng một ký. Lúa Nhật 7.900 đến 8.000 đồng một ký. Giá lúa tại Cần Thơ và Hậu Giang IR50404 7.900 đến 8.000 đồng một ký. OM18 8.300 đến 8.700 đồng một ký. OM5451 8.000 đến 8.200 đồng một ký. Đại Thơm 8 8.400 đến 8.700 đồng một ký. RBT 8.600 đến 8.800 đồng một ký. ST21 8.200 đến 8.500 đồng một ký. Lúa Nhật 7.900 đến 8.000 đồng một ký. Zbonica 7.500 đến 7.700 đồng một ký. Zmin 7.700 đến 7.900 đồng một ký. OM576 7.500 đến 7.700 đồng một ký. OM4218 7.500 đến 7.700 đồng một ký. Giá lúa tại Đồng Tháp và Long An OM18 7.900 đến 8.100 đồng một ký. OM5451 8.000 đến 8.200 đồng một ký. Đại Thơm 8 8.300 đến 8.700 đồng một ký. IR50404 7.900 đến 8.100 đồng một ký. OM380 7.700 đến 7.900 đồng một ký. Nếp Tươi Long An 9.400 đến 9.600 đồng một ký. Zmin 7.700 đến 7.900 đồng một ký. ST25 8.300 đến 8.600 đồng một ký. Nàng Hoa Chín 7.800 đến 8.000 đồng một ký. OM7347 7.500 đến 7.700 đồng một ký. OM9582 7.600 đến 7.800 đồng một ký. Giá lúa ở Tây Ninh có giá như sau. OM576 7.500 đến 7.800 đồng một ký. IR50404 7.900 đến 8.100 đồng một ký. Đại Thơm 8 8.000 đến 8.200 đồng một ký. OM6976 7.400 đến 7.600 đồng một ký. OM5451 7.900 đến 8.100 đồng một ký. OM4900 7.900 đến 8.100 đồng một ký. OM34 7.900 đến 8.100 đồng một ký. OM18 7.900 đến 8.100 đồng một ký. Tình hình giá gạo như sau. Giá gạo ở các chợ lẻ: gạo Nàng Hoa Chín giá 19.500 đồng một ký, gạo Nàng Nhe giá 26.000 đồng một ký, gạo Zmin giá 17.000 đồng đến 18.500 đồng một ký, gạo tẻ thường 15.000 đến 16.500 đồng một ký, gạo thơm trắng thông dụng giá 17.000 đồng một ký, gạo thơm thái hạt dài giá 19.000 đến 20.000 đồng một ký, gạo Hương Lai giá 19.500 đồng một ký, gạo sóc thường 18.500 đến 19.500 đồng một ký, gạo sóc thái giá 28.500, gạo thơm Đài Loan giá 21.000 đồng, gạo thơm Nhật giá 22.000 đồng. Chân thành cảm ơn cô chú, các anh chị và các bạn đã xem hết video này.